qua nè, tôi nghe một cái người tại tiểu bang á, cái bà này á, cái bà quỷ này nè, bà này là đảng Cộng Hòa, nghe không? Tôi không, tại sao mà tôi nói, tôi nhấn mạnh cái chữ đó. Bà này á là, bà này là cái gì, anh thị trưởng hả? Bà này là thị trưởng của ngày hôm qua bà ở Las Vegas đó. Bà là thị trưởng của Las Vegas, là tiểu bang của tôi ở nè. Mà hỏi bà như thế này nè, bà nghĩ sao mà bây giờ đó là tiểu bang Las Vegas mở cửa lại rồi mấy cái sòng bạc nó như thế nào? Bà nói sao các bạn không? Tôi đâu có biết. Nó mở cửa là mấy cái cách mà chống dịch đó là cái sòng bạc nó chịu, chứ tôi có biết gì mấy cái đó đâu. Đó, các bạn thấy không? Một cái thị trưởng mà người ta nói một cách như là cái con gì mà nó đứng ngoài đường á, có nghĩa là nó nghe tỉnh bơ à. Tôi đâu biết. Cái chuyện đó là của nó. Chuyện đó xong cái gì trong cái sòng bạc nó tôi có biết đâu. Mà đó là một thị trưởng các bạn. Trời ơi, đó là một thị trưởng. Còn cái bà bác sĩ mà các bạn biết không, cái bà mà bác sĩ mà đứng ở bên tổng thống á, mà trong Nhà Trắng á, bà nói sao các bạn biết không? Cái người mà làm tóc với làm nail á, với làm xăm á, là mở ra, người ta nhà báo người ta hỏi là mở ra ba cái ngành làm tóc, làm nail, làm xăm á, mà họ làm mà trực tiếp trên tay cầm chân rồi nó lai nhiễm làm sao? Bà nói thì họ có cái cách sáng tạo của họ, họ làm gì đó tôi đâu biết. Trời ơi, làm sao có thể làm được mà sáng tạo là sao các bạn? Tôi ngầu thuốc đằng xa này tôi làm, tôi giới tới được kia tôi làm cái bộ móng tay là sáng tạo kiểu nào, rồi cắt cái đầu tóc cho họ là tôi sáng tạo kiểu nào? Không lẽ tôi trùm hết cái đầu tôi lại làm sao tôi cắt được? Mà trả lời một cách mà có nghĩa rằng là bà này á, bà trả lời mà nhìn bởi dị hờn đó các bạn, có nghĩa là bà không có dám nói sự thật trước mặt ông Trump. Trước mặt Trump thì bà sợ, bà thành giống như là một con bù nhìn thôi, có nghĩa là nó hèn tới mức độ mà dã man, có nghĩa là kinh tởm luôn, có nghĩa là cả cái đám coi như là đầu trâu mặt ngựa, gọi là đầu trâu mặt ngựa đó, kinh tởm, có nghĩa là không dám nói sự thật mà hàng ngày vẫn nhìn người dân chết như vậy, mà họ không có cái linh động vậy, họ không có cảm giác vậy, họ nói mà họ còn mỉm họ cười nữa các bạn, có nghĩa là một cách dễ sợ. Mà tôi nói thiệt các bạn nghe, tôi mà tôi cỡ tù mà đem tôi ra tử hình mà tôi thấy bà đó đứng trước đó hả, là tôi quất cho bà một chiếc dép vô mặt liền. Tôi nói thiệt các bạn, cái gan tôi là như vậy đó. Mà tại sao nó hèn tới mức độ mà tới khi mà nghe người dân chết tới 50.000 người, tới ngày hôm nay 50.000 người mà họ tỉnh queo, họ không có cái thái độ vậy. Đó là cái đáng sợ của chúng tôi, là tại vì chúng tôi chờ họ là mình chờ qua thứ họ có cái cách gì không, chứ lẽ cho mình ngồi hoài vậy không, mà cũng không biết là nó như thế nào đó. Rồi bây giờ họ còn có cái lệnh là mở cửa nữa, rồi mở cửa không dám đi. Tôi nói thật các bạn nè, bây giờ mở cửa các bạn dám đi không đó? Tôi nói thật các bạn là mở cửa ra có dám đi không đó? Những cái bộ mà cùng Trump nó hô hào là phải mở cửa, nhưng mở cửa nó ra dám đi không? Còn có những cái điều mà nó gian dối một cách ghê lắm, là nó hô hào là mở cửa, nhưng mà các bạn không, nó xuống đường nó biểu tình nó mở cửa mà nó trùm hết trên đầu, nó mang mặt nạ rồi nó bọc cả người nó lại. Ủa, nó nói rằng cái Covid này là giả, cái Covid này giả mà tại sao nó trùm lại kia vậy? Nó trùm người, nó làm đủ thứ trơn, mà tôi không hiểu là tại sao nó hai mặt tới mức độ vậy. Cái con người nó hai mặt mà một cách kinh tởm đó, giống như cái bộ cùng trên này nè, nó hai mặt một cách dễ sợ. Nói nó là bây giờ trong nhà nó có dự trữ đồ ăn không? Có à, tôi kể cái dự trữ đồ ăn này cho các bạn nghe nữa nha. Là có một ông mục sư ở đây nè các bạn biết không, mà lúc nào ông cũng kêu gọi là ủng hộ Trump hết á, mà mới qua Mỹ có vài năm thôi các bạn, có nghĩa rằng không biết gì về, cũng không biết tiếng Mỹ, không biết con mẹ gì trơn á, không nghe đài Mỹ thôi, mà cái gì cũng là Trump mà muôn năm, tại vì Trump là Chúa mà, mục sư là cũng theo Chúa vậy đó. Xong rồi các bạn thấy không, tôi nói là có sợ Covid không? Không. Các bạn thấy không, khi tới nhà nước á các bạn thấy không, nước mà chắc từ dưới đây lên tới trần luôn rồi, có nghĩa là mua không biết tính cả trăm thùng nước là chắc tới trần. Cái miệng nói là không sợ Covid nhưng mà nước là chắc lên tới trần nhà đó các bạn thấy không. Cái lối hai mặt một cách ghê tởm mà kinh hồn, có nghĩa là không tưởng tượng được. Nếu mà không sợ tại sao phải mua nước như vậy kia vậy, phải không? Nhường cho bớt người khác đi, tại sao phải mua mà một trăm thùng nước mà để từ trên tới dưới, tại sao mà như vậy? Tại sao mà không tin, mà tại sao cái mặt khác thì là ủng hộ Trump, mà cái mặt kia thì là đi mua nước chắc là như vậy? Thì tôi hỏi là tại sao như vậy, thì họ nói rằng là tại vì Trump ủng hộ Chúa. Trump là theo Chúa, Trump là bảo vệ Chúa. Đó các bạn thấy không? Là họ không còn biết là cái lý trí họ không còn nữa, họ mất cả lý trí rồi. Khi mà họ cùng là họ mất cả lý trí, họ không còn thấy được những cái tốt đẹp của cái phần tốt đẹp đó. Thì tôi hỏi các người này, những người mà lên đây mà nói là tôi là theo cộng sản hay là tôi
ủng hộ chính quyền Việt Nam hay là tôi thế này thế khác á, thì tôi hỏi các người nè, có phải rằng các người lên trên này là mục đích của các người rằng là muốn cho dân Việt Nam nó chết không? Có phải các người muốn Việt Nam là trúng cái cơn dịch này, có nghĩa là chính quyền Việt Nam thất bại cái dịch này để cho dân Việt Nam nó chết sạch, rồi các bạn đổ thừa hết cái đó là do cái đảng Cộng sản, rồi các bạn về đập đầu những người đó, đem cái này ra đập, đập người ta không? Có phải là cái ý của các bạn như vậy hay không? Hay là tại sao các bạn không thấy vui khi đất nước Việt Nam, khi con người Việt Nam, khi cái người Việt Nam thoát được cái cơn dịch này một cách an toàn như vậy? Tại sao các bạn không vui khi tôi khen họ? Tại sao mà lâu nay các bạn cứ la là chống cộng, chống chính quyền, chống đủ thứ để cho Việt Nam là không có nhân quyền, không có dân chủ, người Việt Nam bị bóp hận. Chúng tôi muốn người Việt Nam được tự do, chúng tôi muốn người Việt Nam được sống hạnh phúc, sống no, sống ấm. Nhưng mà tại sao bây giờ người Việt Nam người ta thoát dịch, người ta no thì các bạn lại không thích, các bạn lại muốn cái gì? Các bạn dám trả lời lên trên mạng cho tôi một câu không? Các bạn viết lên trên mạng cho tôi thấy một câu rằng là các bạn là người trung thực không? Các bạn chống chính quyền Việt Nam hiện tại bây giờ, chính quyền Việt Nam đang bảo vệ cho dân Việt Nam và dân Việt Nam thoát nạn, thì các bạn chống Việt Nam là chống cái gì? Chống cái gì mà trong cái dịch này à, mục đích của các bạn là chống cái gì? Chống là chống những cái khác, chống những cái gì họ làm sai phải chống. Nhưng mà riêng cái đợt dịch này rõ ràng là họ làm tốt thì làm sao mà chống được? Thế giới người ta còn chống không được làm sao chống? Các bạn đừng có chống tôi, nhưng mà nên chống thế giới. Các bạn làm một cái văn bản rồi những cái cùng trong ký giấy hết đưa lên trên thế giới đó, nói vậy nè: yêu cầu quốc tế là không được có khen thưởng, kể cả Trump luôn. Trump cũng đã tuyên dương, Trump cũng đã gửi lời khen trọng lú đó, là chống dịch rất là giỏi. Bởi vậy các bạn phải viết một cái thỉnh nguyện thư lên trên thế giới đó, nói rằng là không cấm, không được khen chính quyền Việt Nam, nghe chưa? Nó không được khen, nó chống giỏi. Các bạn phải làm cái đó đi, chứ sao lại chống tôi? Tôi nói lại những cái tin tức mà từ thế giới người ta đưa xuống, chứ tôi ngồi ngoài đây làm sao tôi biết được à, và tôi nghe lời những cái người từ người dân trong nước người ta đưa ra. Không có một người dân nào người ta cũng thuần phục trong cái cơn dịch này, và người ta đồng lòng với chính quyền, và người ta bước qua một cái đại dịch rất lớn, tất cả mọi người đều an toàn. Thì tại sao các bạn không ủng hộ, và các bạn không thấy cái đó là cái niềm hãnh diện, và các bạn không thấy cái đó là cái sự là coi như là tự hào, và tại sao các bạn không thấy cái đó là cái niềm vui cho chúng ta khi cái người dân Việt Nam người ta không chết? Mà mục đích các bạn là cái gì? Mục đích các bạn là muốn họ chết hay sao? Muốn Việt Nam chết hay sao? Hả? Tôi không hiểu được các bạn là các bạn đấu tranh cho cái gì mà các bạn ủng hộ cái gì ha? Hay là các bạn chỉ là cực đoan, chỉ là muốn bảo thủ, bảo vệ cái lĩnh vực của các bạn thôi? Cái ngày hôm nay đó, nếu người ta, một cái thằng ăn cướp cũng vậy, người ta đã cầm mã tấu, mà khi người ta thả cái mã tấu xuống thì các bạn phải cho người ta cơ hội, chứ các bạn đừng có ác tới mức độ mà cái thù hằn của các bạn tới mức độ là phải cắt cái đầu của người ta luôn. Như vậy thì các bạn, đó là các bạn cái sự ích kỷ và cái sự cực đoan của các bạn. Cái đó là không phải chống cho dân, mà các bạn làm cho chính các bạn thôi. Các bạn cuồng á là các bạn làm cho mình thôi, chứ không phải là làm cho dân. Cái đó không phải là cho dân. Dân là người ta có một, dân người ta rất là đơn giản. Người ta muốn có một cái đời sống an bình, bình yên, công bằng, no ấm và không chết chóc. Như vậy thôi, đó là người dân. Đó là cái mà lâu nay Trúc tìm kiếm và Trúc mong rằng chính quyền Việt Nam phải làm cái điều đó cho dân đó, chứ không phải là phải lật đổ hay là phải cái đảng phái này là cái tôn giáo khác, cái mẹ nó, cái thứ nó dục mẹ đi. Trúc không khe cái đó, Trúc khe là những người dân người ta phải được an toàn đó. Mình phải đem cái mạng sống của mình ví với người dân thì mới thấy quý của họ được đó, mới quý cái mạng của mình, quý cái mạng mình thì mình mới quý cái mạng của người dân đó. Cho nên là các bạn phải biết rằng cái giá trị của việc làm ngày hôm nay của cái người dân trong nước, cái sự đoàn kết, cái cách đoàn của người Việt Nam, cái cách đoàn của chính quyền và cái đoàn kết của người Việt Nam, người ta trải qua một cái đại dịch như vậy là một cái việc làm rất lớn, có nghĩa rằng là một cái bước ngoặt rất lớn. Và Trúc rất là hy vọng, và Trúc cũng nói cho chính quyền Việt Nam biết nha, những cái người mà nằm trong chính quyền, những cái người có rai mơ giải má địch, Trúc nói thẳng, tôi không đảng phái, nhưng mà tôi nói sự thật. Mà một ngày nào đó các bạn làm những cái điều không tốt, tôi cũng sẽ nói sự thật. Và tôi luôn nói sự thật. Các bạn làm không tốt, tôi sẽ đập ngay vào cái điểm đó. Và các bạn làm tốt là tôi sẽ khen thưởng. Giống như ngày hôm nay, những cái việc làm mà tôi đã chờ đợi rất là lâu. Tôi nói thật là tôi sẽ chờ đợi rất là lâu rồi. Tôi chờ trong lòng của tôi cái ngày này rất lâu. Là tôi hy vọng là các bạn sẽ có một cái tia sáng ở đường hầm.
mà tôi tin rằng là các bạn đang chuyển đổi, đang chuyển hóa và đang đi vào một cái hệ thống gọi là có đạo đức, có nghĩ đến người dân. Tôi muốn các bạn làm cái điều đó để cho làm cái gì, để cho tôi thấy được, để cho tôi thấy được rằng đó là cái tia hy vọng. Mà có một ngày nào đó mà tôi chết đi và tôi thấy được cái đó là cái hy vọng của người Việt Nam, là cái người Việt Nam sẽ được tự do nhân quyền và sống một cách an toàn. Đó, cái đó là tôi muốn, chứ không phải là tôi muốn là đảng phái hay là tôn giáo cái mẹ cái đó, cái tôi không thành vấn đề. Cái đó là đối với tôi là không có giá trị cả. Ai muốn đảng phái gì, ai muốn tôn giáo gì là cái chuyện đó là của họ. Nó không phải là một cái mà to lớn mà cái vĩ đại cho một cái dân tộc hay là đất nước. Tôi không khe cái đó. Mà tôi khe là tôi khe tới 100 người dân, tôi khe tới 100 triệu dân, tôi khe tới 95 triệu dân là tôi khi mà tôi nghe không có một người nào. Tôi rất lo sợ khi cái nghe cái đợt dịch này, khi nghe cái đợt dịch là tôi rất sợ. À, tôi rất sợ là sau khi đợt dịch thì tôi sợ cái đợt đói. Mà các bạn biết không, tôi sợ nhất là người ta đói. Tôi sợ nhất là cái thấy những con em mà đói, những cái hoàn cảnh mà chết đói. Tôi coi những cái phim, tôi coi những cái lịch sử, tôi đọc những bài báo, tôi rất là sợ. Và tôi đã chứng kiến cái cảnh đói vào cái những cái năm tháng mà gọi là thời bao cấp, thời mà có nghĩa là thời mà mới cả cộng sản mới vào đó. Các bạn biết không, thời những cái năm 75-80 đó, những cái trạng đói rất là đáng sợ. Mà cái đó ám ảnh cả đời tôi. Đó là lý do mà tôi rất sợ dân đói. Đó là lý do là tôi sợ. Mà tới ngày hôm nay, trong cái đợt dịch này cả thế giới khủng hoảng mà Việt Nam đã giữ được một cái mức độ bình tĩnh như vậy, thì tôi phải thả một cái trái tim chứ. À, tôi phải mở ra một cái trái tim. Mặc dù cái trái tim tôi dừng lại, chứ không phải là tôi đưa hết cho bạn đâu. Giống như là tôi kể cái câu chuyện hồi nãy mà đứa em mà nó mượn tiền vậy đó. Nó mượn hoài, nó không trả, bất ngờ tới ngày nó trả tôi tiền, nó đứng tôi giật mình. Tôi nói trời, có cái vụ này sao? Thì tôi đó là một cái sự đứng lại. Và tôi hy vọng rằng cái sự đứng lại, nhìn lại của tôi đây, cái sự này nó không mất đi và nó mở rộng ra hơn. Đó là cái sự kết đoàn của chính quyền Việt Nam. Tôi hy vọng rằng chính quyền Việt Nam sẽ tiếp tục cái điều này, làm cho con mắt tôi nó mở to ra và làm cho một ngày nào đó tôi thấy cái tư tưởng của tôi đã sai là, rằng là các bạn không phải là những người ác, các bạn là những người lo cho dân cho nước. Thì các bạn phải mở ra để cho tôi thấy cái điều đó. Khi nào các bạn làm cho tôi thành trở một người hoàn toàn tôi nghĩ rằng tôi đã sai, thì đó là lúc đó là cái đất nước Việt Nam nó sẽ trở thành những cái đất nước như là châu Âu, Singapore hay là Hàn Quốc đó. Thì các bạn thấy không, tôi đang đứng lại nhìn các bạn rất là rõ. À, và cái đây là các bạn thấy không, một cái đường, một cái tia sáng ở đầu đường hầm mà các bạn phải quý và phải chốt lấy cái cơ hội đó, phải quý cái điều đó, cũng giống như tôi.